Xin kính chào quý vị khán giả của Robathan. Mình đang đứng ở một cái vị trí rất là đặc biệt, rất là gần với lại biên giới của Trung Quốc các bạn ơi. Phía sau lưng mình là cái dãy núi xa xa màu xanh kia kìa. Đấy, từ đây ra đấy thì nó khoảng chừng là 1 km thôi các bạn ạ. Phía đó là phía biên giới giáp với Trung Quốc. Đây các bạn ơi, mình lại gần một cái vị trí để có thể quan sát được gần nhất cái phía bên kia biên giới Trung Quốc các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là bên đó thì người ta xẻ núi ra để làm đường, rồi làm hàng rào biên giới rất là hoành tráng, rất quy mô luôn các bạn ạ. Các cái đường rất ấy luôn, vô cùng là hiểm trở. Phía bên Việt Nam mình thì đường đi có vẻ là còn thuận lợi hơn. Địa phận mình đang đứng đây là gần với đồn biên phòng Tả Gia Khâu, xã Tả Gia Khâu của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai các bạn nhé. Trước mặt mình là một cái chợ phiên Tả Gia Khâu được họp vào ngày thứ 6 hàng tuần các bạn ơi. Và hôm nay thì anh em mình sẽ lên đây để khám phá một cái chợ phiên giáp biên giới rất là đặc biệt để gửi đến quý vị khán giả. Mời các bạn đi cùng anh em mình nhé. Chú vừa mang mật đến à? Đang đi bán. À, mang đi bán đây à? Vâng. Chú ông khoái này các bạn này. Chỗ này chú chắc phải có mười mấy cân đấy. 13 cân đấy. 13 cân à? Ừ. Chợ ở đây thì gần biên giới, gần thượng nguồn của sông chảy các bạn nhé, nên là nó rất là gọi là nó còn hoang sơ ấy các bạn ơi, rừng núi nhiều, vách đá nhiều nên là ong mật cũng nhiều. Đây là từ ngoài cổng chợ này các bạn này. Xin chào cô gái. Hello. Em là người trên này người Mông hay người gì đấy? Em là người Mông. Người Mông à? Trên này còn có dân tộc gì nữa em nhỉ? À thế à? Đi chợ lâu chưa em? Vừa ra hay là ra lấy lâu rồi? À, ok, cảm ơn em nhé. Anh đi vào chợ đã không thì sẽ chợ tan mất. Để biết mọi người có cái gì bán từ ngay từ ngoài cổng chợ đây. Lạc hay cái gì nhỉ? Đây là mình bán cái gì đây em? Sâm câu đen tiên mao đây các bạn này. Trên này nhiều thế nhỉ? Đây người dân trên này lấy được rất nhiều này các bạn này. Cái này là bổ thận trắng dương cho anh em đây nhỉ? Chị nhỉ? Đúng không? Rất nhiều luôn. Ủa. Đây, củ to lắm này các bạn này. Thơm lắm các bạn nhé. Anh em nào mà yếu sinh lý thì liên lạc với mình nhé. Đây, các chú có một ít ong mật rừng này các bạn này. Đang bán ở ngoài cổng. Nghe nói trong kia có tổ ong thì to lắm. Mình lên đã không tí mọi người mua mất. Đông chân thôi. Đông chân thôi. Đây, cho ông này đấy. Một tổ ong khoái cả cành này các bạn này. Số 7 lít mà. Anh mà đi làm cái này mà được số 7 lít thì em điền nhiều. Có đẹp. Một ảnh 3x4 cây cũng có hơn 1-2 cây rồi. Mấy cân đấy? Một cân thì anh chưa thả tay là nó 12 cân. Đồng này nó hơi xuống anh ơi. Nào, uống nước. Anh em mình sẽ mua tổ này về để bạn nào mà có nhu cầu sử dụng thì sẽ phát lại nhé các bạn nhé. Một tổ ong khoái rừng rất là ngon và anh cũng mang cả cành xuống cho nó uy tín này các bạn này. Okay, cười lên. Anh em mình gửi tạm cái tổ ong ở ngoài quán kia nhá, để tiếp tục đi quay chợ cho các bạn xem. Chứ tổ đấy 13 cân các bạn ạ, không xách đi được. Đây, ngoài này các anh chị bán lợn này, ở một cái khu không gian rất là dân dã, rất mộc mạc luôn các bạn ơi. Góc này đẹp chưa các bạn này? Góc này không đâu có được luôn nha. Từng đàn lợn một. Anh chị đi bán lợn à? Nhà mình lợn bên này à? Bên này lợn nhà anh to nhỉ? Lợn này đến 1.000.000 một con anh? 1.2-2.3 triệu. 1.2-2.3 triệu.
Nhưng mà to nhỉ. Bọn này nó phải được tầm mười mấy cân rồi đấy nhỉ? 12, 13 cân. Lợn giống giống đây đã phải là cái giống cổ của người Mông mình nuôi chưa? À cũng giống lai rồi à? À đấy. Bên này cũng lợn lai nhỉ? Trên này mọi người nuôi lợn lai nhiều nhỉ? Lợn lai thật ra lợn lai nó lạc đúng không? Thịt nó lạc được thịt hơn lợn Mông của mình. Đấy. Đây, các bạn này xem review được chưa? Tâm liệu có giữ được cái chùm dây lợn cơ không? Vào cầm để chụp cho cái ảnh thế nào? Và làm cô gái bắn lợn thế nào? Cẩn thận nó lôi đi nhá. Ok, nào, 2, 3, lùa to. Được rồi, cảm ơn chị nhá. Bước chọc nhá. Thôi, để cho anh chị ở đây bắn lợn nhá các bạn nhá. Bây giờ mình đi vào chợ tiếp. Chào anh chị nhá. Đấy, lợn trên này là cái giống thì không quan trọng, nhưng quan trọng là người ta nuôi thả rông, ăn uống các cái cây cối rồi bắt được con lợn kia trong tự nhiên nó ăn nên là thịt nó chắc nó ngon các bạn ạ. Cô gái này mua được cái gì này, cô gái này xinh thế. Đây các bà cũng bán mật ong này các bạn này. Ôi, chào cô gái. Ôi dồi, rơi mất bánh của em rồi. Đây là em trai à? Em trai họ. À em trai họ, đưa em trai họ đi chơi à? Em gái biết cái này là cái gì không? Không biết à? Em cũng không biết à? Anh nhìn đưa là lạ. Cái gì này, cái gì anh? Cái đây là váng đậu. À váng đậu đây à? Váng đậu mình phơi khô rồi mình thái đây à? À mình cũng ta đi vào chợ nhá. Thì đường nó xa, anh em đến đây thì cũng muộn muộn rồi. May hôm nay là trời nó không nắng nóng. Đây. Chợ thì nhỏ hẹp kéo dài theo con đường đi là chính các bạn. Các cô gái vùng cao rất xinh. Trên này có nhiều dân tộc cũng lạ không biết. Xin chào cô gái, em đi chợ mua được cái gì chợ? Em đây là người Mông hay người gì đấy? Phù lá à, trên này ừ. Nhưng mà trang phục người phù lá ở đây là ai thì em có thể chỉ cho anh. Anh không biết có phải bộ này hay bộ này. Đây bộ đây à? Bộ của người phù lá đây à? Thế đây là mẹ em à? À hai mẹ con đi chợ à? Chắc là đầu tiên mình được gặp người phù lá. Em tên là gì? Em tên Xuyến ạ. Cái gì cơ? Tên Xuyến ạ. Xuyến à? Thế họ là họ gì? Dạng Xuyến ạ. Họ gì cơ? Giàng á? À thế họ lại giống họ người Mông à? À hôm nay mình mới được gặp một cô gái người phù lá luôn. Rất là xinh gái. Ok cảm ơn em nhá. À trang phục người phù lá thì thoạt nhìn thì giống với người Lùng các bạn ạ. Người phù lá. Ở đây thì có chị người Mông mang một số cái đồ dược liệu lên trên để bán các bạn ạ. Đúc trùng hạ thảo ấy. Rồi tam thất này, những cái chai thuốc bóp, xoa bóp này, các cái bài thuốc trị bệnh gan, bệnh dạ dày, xương khớp. Ở đây chị có cả, hình như có cả mật gấu. Chị có mật gấu không? Mật gấu á? Vâng. Không có à? Em đựng cái chai nhỏ này chị đựng mật gấu. Không ạ. À. Chai nhỏ đen đen đấy. Cái này á? Vâng. Cái này thuốc đau bồng để cả nước. À vậy. Cảm ơn chị nhé. Các cô bán cà và bán ớt này. Cái mớ rau tươi ngon. Dạ. Chào cô. Kem mút. Đây. Cái nhà chính của chợ nhỏ nhỏ này thôi các bạn ơi. Còn chợ thì cứ dọc theo cái con đường đi này thôi.
con bán ớt và rau. Cẩn thận xe đằng sau nhé, vải này. Bên này không biết có cái gì mà các bà chọn tấp lập này. À, chắc là quần áo giá rẻ các bạn ạ. Quần áo giá rẻ mọi người chọn rất là... Cố lên cho anh nhờ tí xíu. Mọi người chọn rất nhanh. Các bà người phù lá đây à? Thành người phù lá đây không? À, người phù lá đây à? Quần áo thì khăn khá đẹp. Các chú bán rượu này. Bên đây cũng bà, các bà người Mông bán thuốc. Thơm mùi rượu lắm. Ôi trời, trong bụng mình chưa có gì giờ đã cái rượu vùng cao lặng lắm vào thì là nóng hết cả ruột luôn. Đây cô bán các cái túi phở này. Mỗi một túi này mấy nghìn hả cô? 20.000. 20.000. Đây là mua về nhà rồi cái nước thì ở nhà ai người ấy tự nấu à? Dưới này có một hai cái sạp ăn sáng này. Lát nữa anh em mình sẽ vào ăn sáng và sẽ ghi hình xem là thực đơn ở trên này thế nào. Trên này có một sạp ăn sáng nữa. Kia có hai mẹ con đang ngồi ăn sáng rồi. Cô gái khả năng là xinh đấy. Để đợi lát cô gái ăn thì mới biết được là cô gái có xinh không. Các bà đang hỏi thăm nhau là đi chợ mua được cái gì. Toàn thấy đồ nhựa thôi các bạn ạ. Ở đây là quán bán chè. Chè đây mấy nghìn một cốc chị ơi? 5.000. 5.000 à, chè rẻ thế nhỉ? Rẻ mà. Rẻ quá. Lát nữa bọn em sẽ quay ra đây ăn. Giờ đi quay hình đã. Không tí mọi người về nhà hết không còn ai mà quay. Có cả mật ong hay cái gì đây chị? Mật ong. Mật ong của nhà chị à? Vâng. Bán chè này còn bán cả mật ong nữa. Bán cả lạc cơ. Đây giả. Có bán người không? Bán đa di năng luôn các bạn ạ. À đây các bà, đây có cá sông chảy này. Ui. Còn cá nheo này, cá nheo đúng không ạ? Cá nheo, cá chày này, cá mương này. Cái này cá chày. Gọi là cá gì cô? Cá mát độ. Cá gì ạ? Cá mát độ. Cá mát à? Cá mát độ. À, mát độ. Cá này có hai chữ các bạn ạ. À. Như vậy như mình chưa giống con cá chày ở trước ở trong quê mình. Đây mật ong đây các bạn này. Trên này thì à, như không phải mật ong chứ. Đúng rồi. Mật ong à? Đúng rồi. Thế nó hơi khác một tí. À, cái chai này thì nó ấy hơn này. Cái chai này có vẻ như là mật vắt nó bị ấy. Bị cả cái con nó vào ấy, cảm giác nó không được được chuẩn lắm. Đây, các cô bán phở à? Mình đậy hẳn phở ở trong này à cô? Hay như nào đây? Bánh ạ? À? Tống mở thử được không? À, mở là phải lấy à? À cái bánh các cô đậy cho khỏi bụi thôi. Đấy còn ai ăn thì là sẽ mua cái này và ăn. Đấy. Cái bánh làm bằng bột gì ạ? À? Bột gạo hay là bột... Làm bằng bột nếp. Bột nếp ạ? À. À. Nhưng mà nhìn trông nó trong trong và các cô pha cái màu không biết của cái củ gì vào ấy. Đây là mắc khén à? Không phải đâu chứ. Chắc là mắc khén. Mắc khén á. Ừ, cái hạt gì ấy, nhai tê tê, thơm thơm. Mật ong. Cái này mật ong khoái nó hơi loãng một tí các bạn ạ. Hơi loãng một chút thôi. Đây, anh em mình đi vào chợ tiếp nào. Các anh cắt tóc lưu động này.
những cái gian hàng ăn sáng đơn giản thôi. Khu này bán các cái dụng cụ lao động. Rau mèo và rau bình thường. Em này vừa bán được hai cái mõ cho trâu. Em là người ở đâu đến bán hàng này? Người ở tận đâu? Em ở đâu đến? Chipo Hà à? Không biết phải Chipo Hà không hay là em ấy ngại. Úi giời ơi, bắt gặp các cháu ăn trộm mật ong ở đâu? Khai ngay. Lấy trộm mật ong ở đâu? Làm mấy cô gái xinh xinh này sợ rồi. Xin lỗi nhá. Chúng ta sẽ đi tham quan những cái gian đồ ăn sáng rất là mộc mạc này. Chị chặt chân giò à? Một bát phở chân giò. Móng giò. Đấy. Ngon chưa, ngon chưa? Câu mắt á. Bây giờ anh em mình đi ăn sáng và cũng sẽ kết thúc video ở đây nhé các bạn nhé. Các bạn mà yêu thích vùng cao, yêu thích chợ vùng cao thì nhớ là đăng ký kênh và theo dõi video thường xuyên nữa các bạn nhé, để xem những hình ảnh rất là tuyệt vời trên này. Rồi các bạn có nhu cầu sử dụng cái sản phẩm gì ở trên này thì liên lạc với số điện thoại mình để dưới chân video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây, bây giờ nhầm tranh thủ vào quán cái có cái cô bé rửa bát xinh xinh này để ăn sáng các bạn ơi. Trước khi kết thúc video. Cô này học lớp mấy rồi? Bạn đã đi làm này rồi. Ấy da, lên lớp 11 rồi cơ á. Nó nhìn nhỏ thế nhỉ. Nhỏ thật. Cún thì chắc chỉ được khoảng chừng 40 cân thôi quá. Được không? 28 cân á, 38 cân á. 40 rồi. 40 à, nhìn nhỏ thật.